Mình chào quý cô chú ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Lê Phú Quốc ở Lấp Vò Đồng Tháp quý chú. Đây là mặt hoa Mỹ Hường nha, rất là đẹp. Muốn giao lưu tiếp cận. Dạ, xin chào anh Thái. Dạ, cũng xin chào quý bà con, cô bác cùng anh chị em trên mọi miền Tổ quốc và bà con trên kênh của anh Pháp Thái ạ. Dạ, nay con có lên một số mặt hàng qua mẫu đơn để phục vụ cho quý bà con như Mỹ vàng chanh, Hường sọc, vàng sọc, vàng sọc đầy đầu và một số loại giống khác ạ. Thì dạ, xin chân thành cảm ơn cô chú xem kênh và ủng hộ ạ. Dạ, đầu tiên lên mã số 1 là một cây Mỹ vàng chanh ạ. Đang full mặt hoa, phải nói rất là rực rỡ. Chiều cao là 1m. Cái vàng chanh cái màu rất là tươi quý cô chú ơi. Một cốt thân hải lắc ha. Cái này rất là dạ, thoát thân là 40. Dạ, cái này hoành hơn 6, tính 6 nha cô chú. Full mặt hoa luôn, phơm tàn rất là đều. Rồi giá luôn. Rồi giá mã số 1 này giao luôn là 250.000 bao thiếp ạ. Mã số 2 là một cây mỹ trắng ạ. À. Đột biến từ mỹ hồng ạ. À. Hoa lên trắng tinh khiết luôn quý cô chú. Một cốt giót luôn nha. Dạ, chiều cao là 90. Thóc thân là 28 ạ. À. Dạ, cái này hoành eo trên 3 gưỡng đến 3 của chú ơi. Dạ, cái này được 2 tượng, 3, 4, 5, 6 tượng với cái đoạn nha cô chú. Rồi, giá luôn. Rồi, cây mỹ trắng mã số 2 này giao luôn là 350.000 bao thiếp ạ. À. Một cốt cái tàn rất đẹp quý cô chú. Tiếp theo mã số 3 là một cây vàng sọc ạ. À. Cây này form quá đẹp của chú ơi. Đây, vào cái búp cái sọc nữa cô chú. Dạ, chiều cao là 95. Form xòe ha. Dạ, thóc thân là 42. Dạ, cây này hoành 8 nha cô chú. Rồi, cây này trồng cái đợt đầu nha quý cô chú. Thân rất là lực nha. Một cốt thoát thân rất là sạch và đây là cái mặt hoa của trong vườn nha, mặt hoa rất là nét nha quý cô chú. Rồi giá luôn. Rồi số 3 cái vàng sọc này vô luôn là 600.000 bao xếp ạ. À. Rồi cây này hàng lớn nha quý cô chú, trồng cái đợt đầu lên búp kẹo hết rồi, đặc biệt cái mặt hoa. Tiếp theo mã số 4 là một cây mỹ vàng chanh ạ. À. Cây một cốt. Dạ, chiều cao là 1m05. Hoa rất là tươi quý cô chú. Dạ, thoát thân là 65 ạ. À. Hoành cái này dạ hoành 7 yếu hơn tính 6 luôn cô chú ơi. Đây. Cây mỗi đợt mỗi hoa nha quý cô chú. Rồi giá luôn. Rồi số 4 này cây mỹ vàng chanh giao luôn là 250.000 bao xếp ạ. À. Tiếp theo mã số 5 là cây vàng sọc đời đầu vàng sọc Tiền Giang ạ. À. Dạ, chiều cao là 1m50. Vàng sọc Tiền Giang, cây này rất là tốt nha quý cô chú. Cây này tược nhiều chứ quý cô chú mình về mình nhân giống mình trồng công nghiệp sau này là dòng này rất là đẹp nha. Tại vì cái dòng này hoa nó rất là nét. Cây này quá xá tược lên luôn rồi. À, một cốt hoành này chắc cỡ 7 quá. 4 cái tược, 5 cái tược chính và 4 cái tược con nha quý cô chú. Mấy tược con này về quý cô chú mình nhấp nhân giống ha. Cây này cao nha. Rồi giá luôn. Rồi, mã số 5 này con giao lưu là 1.200.000 con bao xếp ạ. À. Hiện tại bây giờ chỉ còn vàng sọc đại đầu Tiền Giang là giá nó cao quý cô chú. Số 6 là một cây mỹ đỏ ghép mỹ vàng ạ. À. Cây này phối là hai màu rất là đẹp ha, đỏ và vàng. Thân là mỹ đỏ ghép một bo mỹ vàng. Dạ, chiều cao là 90. Và đặc biệt cái tông ghép cái bo mỹ vàng ngay cái trung tâm luôn quý cô chú. Đây. Thóc thân là 25 ạ. À. Mỹ vàng chanh. Dạ, cây này hoành 7 gưỡng tính 7 của chú ơi. Đặc biệt mỹ đỏ này cái gốc này già nha quý cô chú. Trồng ở được đầu. Rồi giá luôn quá. Rồi, số 6 này giao luôn là 400.000 bao xếp ạ. À. Cây rất là đẹp nha quý cô chú. Tiếp theo là mã số 7. Một cây vàng sọc. À. Tiếp theo cây lứa luôn. Phồng tàn thì đều. Đây cái búp nó kéo sọc đỏ quý cô chú. Vậy chiều cao là 74. Thóc thân là 23. Dạ, cây này hoành 5 gưỡng tính 5 của chú ơi. Một cốt sạch tay cò cành đóng đặc nha. À, cái mặt hoa trong vườn bà con yên tâm, mỗi hoa đều rất là nét nha. Cây này bao sọc luôn với cô chú là sọc nha cô chú. Búp cái sọc đỏ rồi. Rồi giá luôn. Rồi, giá mã số 7 này giao luôn là 400.000 bao xếp ạ. À. Tiếp theo mã số 8 là một cây mỹ vàng chanh ạ. À.
Cây này cái form nó xòe, đặc biệt lá xanh mướt quý cô chú, vườn chanh màu hoa cái tươi ha. Cây này có chai sọc đỏ quý cô chú ơi, một hai cánh chai sọc. Vậy chiều cao là 73, này thốt thân là 24 ạ. Cây này cũ nở nha, đo ngay vị trí eo đi. Dạ qua 6,5 tính 6 của chú ơi. Rồi giá luôn. Rồi số 7 này giao luôn, số 8 cây mỹ dân chanh này giao luôn là 300.000, bao thiếu ạ? Số 9 là một cây hường sọc ạ. Hường sọc, sọc bốn mặt hoa. Và cây này trồng ra là 1,3, trồng cái đợt đầu ấy của chú, nên cái phơm tàn nó rất là cứng nha. Đây mặt hoa rất là nét nha, sọc rất là nét. Thốt thân là 56 ạ. Phơm tàn đều. Cây này hoành 8 của chú ơi. Tay cạnh rất là lực nha quý cô chú, đặc biệt đang lên mặt hoa rất là đẹp luôn. Rồi giá luôn quý. Rồi mãi số 9 này giao luôn là 450.000, bao xếp ạ? Cây này lớn nha quý cô chú. Tiếp theo mãi số 10 cũng là một cây hường sọc luôn ạ. Cây này mặt hoa đẹp lực nha cô chú. Mặt hoa đẹp, mặt hoa đang là hồng sọc và đỏ sọc, có hai cái hoa nở quý cô chú. Dạ chiều cao là 87, đây cánh hoa nè. Thốt thân là 24 ạ. Cánh hoa rất là nét nha, đỏ sọc. Dạ cây này hoành 6,5 tính 6 của chú ơi. Mặt hoa rất là chuẩn nha quý cô chú, cây này mặt hoa rất là nét. Rồi giá luôn. Rồi số 10 này vô luôn là 300.000, con bao xíu ạ? Cây này cái form rất là đều ha, lá lên xanh mướt luôn quý cô chú. Mười một là một cây mỹ dần chanh ạ. Ồ cây này lên búp lên hoa nè quý bà con. Cây này về quý bà con mình nó nở một cái phủ hết mặt hoa luôn. Dạ chiều cao là 1m1, chạy sập. Thốt thân là 38. Dạ cây này hoành 6,5 đến 6 của chú ơi. Cũ nở nha quý cô chú, một cốt sạch full mặt hoa, búp kẹo hết trơn luôn. Rồi giá rồi, luôn. Rồi mã số 11 cây mỹ dần chanh này giao luôn là 300.000, con bao ship ạ? À? 12 là một cây tím xiên nhánh châu hoa thơm ạ. À. Cây này thuần rồi ha. Dạ cây này thuần con, thuần trên tháng rồi nha cô chú. Nó bắn trời nha quý bà con. Tại dòng tím xiên nhánh châu rất là nhạy cảm nên nó thuần rồi mới dám giao lưu với quý bà con mình luôn. Dạ chiều cao là 85, thốt thân là 27 ạ. Khi mà hoa nó sung lên nè quý cô chú, hoa nó rất là to nha. Dạ cây này hoành 6 của chú ơi. Rồi giá luôn. Rồi mã số 12 này tím xanh châu giao luôn là 450.000, bao xíu ạ? À? Đông nụ nè quý cô chú. Cây này bao thần chậu nha cô chú. Rồi. Bao sống khỏe. Mới cầm cái hoa lên thôi mà nó thơm rồi. Mười ba là một cây vàng sọc ạ. À. Búp cái sọc của quý chú. Cây này cây lứa một cốt phơm tàn đều. Tay cành gom ha. Dạ chiều cao là 82. Thốt thân là 33 ạ. Rồi hoành. Dạ cây này hoành eo ở trên là 3,5 tính 3 của chú ơi. Khi mà hoa nở quý chú, hoa vậy ha. Rồi giá luôn. Rồi số 13 cái dàn sọc này giao luôn là 400.000, bao xíu ạ? À? Mặt hoa rất là nét quý cô chú. Tiếp theo 14 là một cây hường sọc. Hường sọc ạ. À. Mặt hoa đang là hồng sọc và đỏ sọc quý cô chú. Mới nở cái hoa, hoa rất là nét luôn. Mặt hoa đang là đỏ sọc rất là đậm ha. Để chiều cao là 1m5. Thốt thân là 53. Dạ cây này hoành 5,5 tính 5, hoành eo ở trên nha cô chú. Củ dưới còn nha cô chú ơi. Củ chặt chân vô nha. Mình đo ngay vị trí eo nhỏ nhất. Rồi giá luôn. Rồi 14 này giao luôn là 300.000, con bao xếp ạ? À? Cây cái form rất là đẹp và mặt hoa rất là nét nha. Mặt hoa rõ. Tiếp theo mã số 15 là một cây mỹ dần chanh ạ. À. Dòng này lá nó hơi lên màu trắng trắng nè quý cô chú. Kẹo búp hết trơn rồi. Dạ chiều cao là 95,
Cây này về quý cô chú mình nở rực rỡ luôn. Thoát thân là 42. Cây này cái củ cũng nở luôn nha. Dạ, quành eo là 6,5 tính 6 của chú ơi. Củ ra tới đây nè. Củ này còn bự. Form rất là đều ha. Rồi, giá luôn. Rồi, 15 này vô luôn là 300 ngàn bao xíu à. Mỹ dần chanh. Mười sáu là một cây hường sọc, vàng sọc ạ. À. Một cây vàng sọc tiếp theo. Đây cái búp nó cho bà con thấy nó kéo sọc đỏ nè. Dạ, chiều cao là 84. Phơm tàn gom xòe ha. Tốt thân là 25. Cây này thân lắc. Dạ, cây này quanh 7,5 tính 7. Cái đế nào quý cô chú? Mặt khoa thì bà con yên tâm. Đây. Rồi giá luôn. Rồi 16 cây vàng sọc này vô luôn là 400 ngàn ạ. À. 17 là một cây vàng son Cần Thơ ạ. À. Ồ, vàng son Cần Thơ dòng này hoa rất to và nở hai màu rất đẹp nha quý cô chú. Chân đỏ son ha. Cánh hoa màu vàng. Dạ, chiều cao là 83. Dòng này rất là sai hoa nha. Này thoát thân là 5 nha cô chú. 5 cm thoát thân hơi thấp. Đây này về quý chú mình chiếc. Dạ, quanh 4,5 tính 4 luôn cô chú ơi. Còn về chiếc mấy cái tược này ha. Chừa cái phơm tàn ở trên nè. Rồi giá luôn. Rồi mã số 17 này dàn son thơ giao lưu 300 ngàn ạ. À. Hoa rất là tươi. Mười tám là một cây Mỹ Hường lá Mỹ Cam ạ. À. Dòng hoa Mỹ Hường cái màu rất là nhu nha quý cô chú. Cây này một cốt trắng trực thẳng luôn. Form rất là đẹp. Dạ, chiều cao là 1 mét. Lá rất là mượt ha. Mặt hoa thì rất là nhu. Này thoát thân là 53. Dạ, cái này hoành 5,5 tính 5 của chú ơi. Một cốt sạch. Rồi giá luôn. Rồi cây Mỹ Hường này giao luôn là 250 ngàn bao xíu ạ. À. Hoa Mỹ Hường rất là đẹp nha quý cô chú. 19 là một cây Mỹ Dần Chanh ạ. À. Cái này form một cúc lùng nha. Lùng lực nha cô chú. Tàn nó xòe ha. Mấy vần chanh nó màu rất là tươi quý chú. Dạ, chiều cao là 58. Dòng mỹ bằng vàng thì này thoát thân là 11 ạ. Nó rất là thích hợp với nhiều khí hậu. Dạ, hoành 6,5 đến 6 chú ơi. Một cốt sạch luôn ha. Bơm cành. Rồi, giá luôn. Rồi 19 cây Mỹ Dần Chanh này vô luôn 300 ngàn bao ship ạ. À. Dòng Mỹ rất là mạnh quý cô chú. Rất là khỏe. 20 là cây hường sọc ạ. À. Cây này mặt hoa 3-4 mặt hoa trên cây nha quý cô chú. Cây này mặt hoa chuẩn nha. Dạ, chiều cao là 1m15. Xây cái phòng luôn. Hường sọc nè, đỏ sọc nè. Có một số nó muốn lai qua vàng sọc đầy đầu luôn quý cô chú ơi. Dạ, thoát thân là 47. Mới nở lên hường sọc ha. Xong chuyển màu thành hồng sọc nè. Hoa già thành đỏ sọc. 3-4 mặt hoa trên cây luôn. Dạ, này hoành 6 của chú ơi. Rồi cái vị trí eo ha. Củ dạ, chưa đo. Củ chưa đo. Rồi giá luôn. Rồi 20 cây hường sọc này giao luôn là 300 ngàn bao ship ạ. À. Rồi một cái cây mặt hoa rất là đẹp quý cô chú. Tiếp theo 21 là một cây vàng sọc ạ. À. Cây này đang cho búp rất là sai nha. Đây cái búp nè. Kéo sọc đỏ đậm rất là đậm luôn quý cô chú. Này vàng sọc cánh bầu rồi. Búp rất là to. Vậy chiều cao là 1m1. Một cốt sạch luôn ha. Cây này dưới củ nở nha. Dạ, thoát thân là 51. Dạ, cái này hoành 5 cô chú ơi. Búp rất là đậm nha quý cô chú. Rồi giá luôn. Rồi cây vàng sọc cánh bầu mã số 21 này giao luôn là 450 ngàn giao bao xíu ạ. À. 22 là một cây Mỹ Hường ạ. À. Ồ, cái mặt hoa. Lá Mỹ Cam ạ. À. Mỹ Hường cái màu hoa nè quý cô chú. Hoa rất là to, rất là tươi luôn. Cây này một cốt. Để chiều cao là 1m1. Thoát thân rất là đẹp luôn, sạch. Thoát thân là 61. Dòng Mỹ Hường nó nở đổi màu nha quý cô chú. Dạ, cái này hoành 6,5 tính 6 của chú ơi. Thân ở dưới này nó lắc nhẹ ha, lên nó lấy thẳng lên rất là duyên. Rồi giá luôn. Rồi 22 này giao luôn là 250 ngàn bao ship ạ. À. Tiếp
Tiếp theo mã số 23 là một cây hường sọc ạ. Mặt hoa cây này cũng quá đẹp của chú rất ơi. Là đẹp luôn. 23 mặt hoa trên cây. Đây có cánh hoa nè. Dạ cao 1m1. Có một số cánh là giống như vàng sọc đời đầu ha. Bên đây là hồng sọc. Này là đỏ sọc quý cô chú nè. Mặt hoa rất là đỏ. Chiều cao là 1m1 ạ. Rồi thoát thân luôn. Dạ thoát thân là 41. Thường cái tông màu cốt khó khăn rất là thịnh nha quý cô chú. Dạ cái này quần eo 6,5-6 chú ơi, dưới cũ dưới còn nha cô chú. Mặt hoa rất là chuẩn luôn, rồi giá luôn. Rồi 23 này vô luôn là 350.000 bao ship ạ. Cái hường sọc. Lô này trồng cái đợt đầu nha quý cô chú. Thường cái số lượng có hạn á. Quý chú nào sở hữu trước. 24 là cây vàng sọc ạ. Có trước. Sau này cái đợt sau là toàn là cây nhỏ nhỏ không à. Vậy chiều cao là 84. Thoát thân là 20. Cây này búp kéo sọc nha quý cô chú. Dạ cây này hoành 4,5-4 của chú ơi. Mặt hoa vậy nha. Hoa rất là đẹp luôn quý cô chú nè. Cảnh hoa rất là to. Hoa này 2-3 ngày chưa tàn. Rồi giá luôn. Rồi 24 này vô luôn 400.000 ạ. À. 25 là một cây vàng son Cần Thơ ạ. À. Cây rất là xinh quý cô chú. Lên 5 tược. Lên tơ trên cái cạnh trên này tiếp tục nó đẻ ra con rồi nè. Vậy chiều cao là 73. Thoát thân là 21. Dạ cái này hoành gần 4,3 luôn cô chú ơi. Cái form mà lá này tàn đẹp nha cô chú. Này về quý chú mình chồng mình can ra ha. Sau này cái tàn nở. Rồi giá luôn. Rồi 25 này vàng số Cần Thơ vô luôn là 300.000 bao xíu ạ. À. Cây lư lứa vậy lên hoa chịu không nổi quý cô chú. 26 là một cây vàng sọc đời đầu, vàng sọc Tiền Giang ạ. À. Cây này nó đang vô cái đợt hoa nha quý bà con nào nhân giống thì mấy cái cây này rất thích hợp ha. Dạ chiều cao là 1m35. Đây có mặt hoa luôn. Vàng sọc Tiền Giang, vàng sọc đời đầu, mặt cánh hoa rất là nét. Cây này nhân giống rất là nhiều nha. Hoành này dao động cho cỡ 6-7 quá con. Dạ 6,5. Này 1 tược nè, 2 tược, 3 tược, 4, 5, 6, 7, 8 tược nha quý cô chú. Vậy quý cô chú mình chiết ra. Còn mới cắt ghim. Rồi giá luôn. Dạ 26 cái vàng sọc này giao luôn là 1.200.000 bao xíu ạ. Tiếp theo mã số 27 cũng là một cây vàng sọc luôn ạ. Lô vàng sọc này trồng cái đợt đầu nha quý cô chú. Dạ chiều cao là 87. Thoát thân là 40. Rộng lắc ha, rộng chữ C. Cái này cũ dưới còn của chú ơi. Này đo eo trên đây. Dạ 6,5-6 nha. Bà con thấy cái cũ nở ha. Và đặc biệt cái dòng mấy dòng hoa mẫu đơn đột biến rồi. Bà con thấy cái lá vậy đơn giản. Khi mà nó nở hoa lên vậy là mình nhìn rất là nổi ha. Rất là đẹp luôn. Rồi giá luôn. Rồi 27 dàn sọc này giao luôn 500.000 bao xíu ạ. À. Mặt hoa rất là nét nha quý cô chú. Vàng sọc đỏ rất là đậm ha. 28 là một cây vàng son sữa ạ. À. Cây này đang nở cái hoa và tiếp theo là những cái búp. Form tàn màu cốt rất là sạch. Vậy chiều cao là 86. Thoát thân là 45. Dòng vàng son sữa cái chân nó tím nha quý cô chú. Rất là đẹp luôn. Dạ cái này hoành 5,5 của chú ơi. Thân lắc nhẹ ha. Form tàn rất là gọn. Rồi giá luôn. Rồi 28 mới dần son sữa này giao luôn là 250.000 bao xíu ạ. À. Là một cây vàng sọc ạ. À. Vàng sọc. Cây form tàn một cốt thoát thân. Form tàn rất là đều ha. Con thấy nè. Có cái búp mà rất là đậm sọc nha, sọc rất là đậm. Cây này ngày mai nở quý cô chú. Nè. Búp này nè. Này cánh bầu nha quý cô chú. Dạ chiều cao là 96. Búp rất là to. Thoát thân là 50. Dạ cái này hoành 5 cô chú ơi. Có cái búp ha, búp này nở ra là cánh bầu nha quý cô chú. Búp rất là to. Rồi giá luôn. Rồi cây vàng sọc này giao luôn là 500.000 bao xíu ạ. À. Mã số 59. Cây rất là mượt ha, lá xanh mướt luôn. Tiếp theo mã số 30 là một cây Mỹ vàng chanh ạ. À. Cây này đẹp nha cô chú ơi.
này phơm tàn lùng lùng, đặc biệt lên hoa rất là tươi, búp kẹo hết trơn, mỗi đọt mỗi nụ nha quý cô chú. Cây này dễ nở rồi. Dạ, chiều cao là 81, thốt thân là 28. Cây này củ chân dâu nha, nở củ. Dạ, cái này hoành 5.5 đến 5 ạ. Đây, cái củ con chạc cây này nè. Mỹ vàng chanh màu rất là tươi quý cô chú. Búp kẹo hết. Rồi, cây Mỹ vàng chanh mã số 30 này giao luôn là 300.000 bao ship ạ. Đây cũng là cây cuối clip của con ạ. Dạ, xin chân thành cảm ơn cô chú xem kênh và ủng hộ ạ. Dạ, xin trân trọng cảm ơn ạ. Rồi, một số cây bữa nay thì giao lưu bà con báo giá cho bà con mình xem tham khảo nha. Bà con yêu thích dòng hoa nào thì cứ liên hệ nhà vườn nha. Đây là vàng son Cần Thơ, Mỹ Hường. Mỹ Hường cảnh hoa rất là đẹp quý cô chú. Rồi, hẹn gặp lại quý cô chú vào clip tiếp theo nha.